Xin chào tất cả các bạn. Hiện giờ thì Ước đang có mặt tại nhà bạn Đông. Đấy. Nhà bạn Đông thì các bác biết rồi. Lần trước là cũng hay làm bếp cho Ước, giúp Ước làm bếp tiếp khách. Đấy, hôm nay là nhà bạn ấy ăn Tết, có mổ một con lợn ba tạ các bạn. Nhưng mà hôm nay đến muộn quá nên là không quay được con lợn cho các bác. Về thì các bác cũng đã lọc hết xong hết thịt rồi. Đang chuẩn bị làm xúc xích kìa. Con lợn rất là khủng, lợn siêu nạc luôn. To hơn con của nhà anh Ương. Anh Ương hôm nay không lên đây nhỉ? Anh Ương qua không được điều. À. Nên là hôm nay chắc không lên. Nên là hôm nay không lên à? Đây bạn Đông chi cốt đây. Hello. Đang làm món thịt nướng. Thịt nướng. Xiên. À đây hôm trước cái lò này à? Lò nấu rượu đây à? Lò inox ấy đúng không? Đấy, đây là lò nấu rượu nha các bác nha. Các bác nào nấu rượu thì biết cái lò này rồi. Lò này trước mua bao, tổng bao tiền nhỉ? Cái nó khử cái gì nhỉ? 15 triệu. 15 triệu cả. Cả bên này nữa phải không? Cái đấy là phi hành. À. Đấy, lò này lọc rượu rất là tốt các bạn. Hầu như là các chất độc của rượu nó khử hết luôn. Hiện đại. Lò nấu rượu kiểu mới. Toàn bộ làm bằng inox. Xong hết chưa? Xong hết rồi, bây giờ chỉ anh em làm món xong rồi lên mâm thôi. Hôm nay làm bao nhiêu mâm ấy? 5 mâm. 5 mâm cả? Mời cả anh em trong công ty à? Anh em trong công ty với lại bạn bè mình thôi. Hôm nay nhà bạn Đông mổ con lợn hơn 3 tạ các bác. Đây, thịt ướp lên một nửa rồi đây. Ướp thịt vào đây. Đây là đang làm xúc xích các bạn. Bên nhà đấy Tết thì nhà nào cũng làm món xúc xích để treo gác bếp. Đến rằm 15 là bắt đầu mới lấy ra ăn. Đấy, có cái máy nhồi này tiện nhờ. Bình thường trước các cụ là cứ dùng bằng cái dạ dày thôi. Đấy, để bóp vào thôi. Cách đấy nó lâu lắm các bạn. Bây giờ có cái máy nhồi này. Nhồi rất là nhanh. Cái này uống cái sao rồi nó. Cái gì rồi đấy.
Hôm nay trời không nắng, không phơi được. Bình thường là cứ làm xong này là phơi ra ngoài sàn nha các bác. Đây là phải treo lên các bếp luôn rồi. Hôm trước con anh Ương được con đấy 2 tạ, được gần 5 mét. Con này 3 tạ nhưng mà chỉ được khoảng 2 mét rưỡi, 3 mét thôi. Làm được nhiều quá. Chắc nhà bạn Đông làm nhiều món quá nên là làm cái này ít, xúc xích ít hơn. Để như làm đúng không? Đúng lý hả mình? Thì bà chạy ra, thân giác nó đẩy cho đầy ngưỡng. Lúc đầu nhìn không dài, bây giờ nhìn dài phết đấy nhỉ. Chắc cũng được khoảng 5 mét. Gần 5 mét đấy. Con này to nhưng mà lòng nó hơi bé các bạn, hơi ngắn. Được 11 vòng à? 11 vòng, 11 vòng đấy. 11 là số đẹp đấy nhỉ. Thịt áp chảo đây các bác. Thịt áp chảo thịt chiên. Xin chào nhá, chào bạn Quang nhá. Người đến à? Người đến. Ăn đây đây. Ba tạ. Độ à? Ba tạ. Đụng độ đấy à? Đây là thịt gác bếp treo. Gác bếp. Thế sáng cũng đến sớm xem con lợn to. Nhưng mà ở dưới cháu phơi cùng lắm được tháng hay tháng ăn là về tầm này, phơi được cả năm rồi giỏi nhỉ? Để kiểu gì nhỉ? Đây phơi 2 năm đấy. Lâu. Phơi càng lâu càng ngon. Đây ướp vào trong 15 ngày cơ mà. Ướp khoảng trước các cụ còn ướp 1 tháng đấy. Đấy, nó phải như thế. Ai mở ướp cho ngày ngày gì? Cái tên đó. Hả? Ai đây chị? Nó ở đây chị. Đó. Đi đây mua đồ á. Mua bò. Bò đâu? Đấy à, rồi đây có cái gì ở xe à? Chân ra dép của cái bim thôi. Đi xuống ăn cơm đi. Tí nữa. Chưa chứ? Tưởng xuống luôn, bây giờ ăn cơm luôn. Ăn chưa à? Đây là quay nhà chuồng lợn nhà bạn Đông cho các bác xem. Lợn siêu to luôn. Nhà nuôi được rất nhiều lợn. Đấy, lợn đỏ trắng này. Bên này có 3 con. Hôm nay nhà bạn thịt con 3 tạ rồi. Đây
Đây sáng bắt con bà tạo chung bên đây này. Tới. À chung bên này à? Lợn nhìn thích nhờ. Con đỏ này khoảng bao nhiêu cân nhỉ? 70 cân à? Con trắng này to hơn. Con trắng nhất thì để tạo. Ấy, đứng lên nhìn mới khủng khiếp này. Ba con này màu khác nhau nhìn hay nhỉ? Ấy, đánh đít nó đau. Ấy, con này to nhất này. Ôi dồi, con này sắp không đi được rồi. Nhờ để ăn với nằm thôi. Bên này có vài con nhưng mà bé hơn tí. Nhà bạn Đông toàn cho ăn cái bống rượu thôi các bạn. Nhà nấu được rượu nên là cho ăn bèo với bống rượu thôi. Nên thịt lợn rất là ngon. Này ướp. Cái gì ạ? Cái hộp. À. Nóng rồi à? Chín rồi á? Chưa nóng. Xin mời các bác nhé. Lòng rồi, nóng. Vừa luộc xong. Nóng hổi luôn. Ngon đấy. Ừ. Hay nấu ăn sáng chưa? Ăn sáng. Hay là ăn trưa luôn? Ăn sáng. Ăn nóng chưa gì? Ăn nóng. Quả này bị uy tín này các bác này. Chế lợn này, tim lợn này, gan tổng hợp. Thì nữa anh em ăn sáng xong là tiếp tục làm cơm trưa nhá. Bác đang gói bánh trưng này. Bánh trưng gù. Toàn bánh trưng gù thôi. Có mấy cái bánh trưng vuông để lên bàn thờ thắp hương. Cái này là để ăn này. Nó làm gì ấy? Hả? Nó xem cái gì? Bibigo à? Nó xem Bibigo. Đây là gạo nếp nó đã ngâm trước này các bác này. Ngâm qua đêm. Thịt nhân này. Thịt nhân nhá, thịt lợn sáng nay mổ cái là lên là tẩm ướp gia vị làm nhân. Đây là đậu xanh. Nhiều nơi thì họ hay gói cái bánh trưng vuông nhưng mà chỗ người Tây ở bên làng ướp thì toàn là bánh trưng gù này thôi, ít làm bánh vuông lắm. Bánh vuông có nhà làm thì họ chỉ là để lên bàn thờ để thắp hương thôi. Ngày Tết thôi. Bác còn gói không cần khuôn cơ. Okay.
bí nhảy đi mà món luôn chứ. Món nên luôn. Ăn cái đánh ngồi đấy. Nồi này nồi gì đây? Nồi này nồi canh. À, canh xương à? Đấy, bạn Thu bạn đang bóc bí. Bóc bí, bí đỏ các bạn. Bí nếp nhá, bí này ăn ninh xương rất là ngon. Một quả bí này là đủ một nồi luôn. Bây giờ ăn sáng đã nha các bác nha. Xong bắt đầu mới chế biến đồ ăn để buổi trưa nay có khách. Đấy, ăn sáng ăn đồ ngon trước rồi. Tìm lưới. Một bát này thôi. Ăn sáng uống đi. Đây chế. Lúc ngày Tết các bạn. Chế này từ con hôm trước rồi. Con hôm nay không có chế. Chế. Hôm nay con đực. Để con cái mà. Đây. Nào. Thôi, mới nha, chúc mừng năm mới nha. Chưa đến bữa chính đâu. Chào buổi sáng thôi. Mời các bác nha. Lạnh nếu uống bia nó khó vào tí. Tí nó khắc quá. Thôi dùng đi nhỉ. Nào dùng đây. Rồi, mời nhá. Đó, đổ đi. Tí nữa anh lên xe thì anh lấy lên đánh lên chị nhanh nhá. Hả? Xe máy mất gì nhỉ? À, xong là lấy cái con ớt của em về. Em để gâm cô gâm ấy. Chìa khóa trong. Xiên đây các bác này, vàng đấy nhờ, tí nữa được rồi. Này đang luộc ngô à, rau củ quả tổng hợp. Giòn đấy nhờ. Giòn đấy. Thử miếng. Thịt này nhiều bác không biết thì các bác cứ đập hạt rủi vào tầm khoảng 1-2 hạt chiên nhá. Chiên cùng dầu thì nó giòn và thơm hơn. Bỏ vẻ nghĩa chưa anh đi mấy. Cô này thả cùng canh xương được vào nhỉ? Đấy cho ngọt nước đi. Đấy, thịt treo này phải ướp thế này mới ngon. Ướp với gừng các bạn, gừng rượu này, gia vị, mắm muối thôi. Đây đã ướp được 2 chùm rồi. Thế là thịt về sau chế biến là còn thừa, thế là ướp thịt treo. Con lợn này rất là nạc, không có thịt mỡ nào, toàn thịt nạc ấy. Nó phải tươi rõ rõ này, dễ mới ngon. Quay cho các bác xem này, toàn thịt nạc.
là món sườn xào chua ngọt các bạn. Thơm phức nhờ. Rang cho nó vàng. Xong đủ gia vị vào. Xương này chắc là dừ rồi, thế ạ. Bí đỏ. Bí đỏ nấu với xương ống, xương lợn thì nhất rồi. Không còn gì để bàn rồi. À, ngon từ thịt, ngọt từ xương ấy. Cái xôi mà ta xôi lúc là các bác lấy xuống luôn nhá, không mà nói là dừ ngay. Thịt xiên này chắc được rồi đấy nhỉ? Cho lên nhá. Lên xăm mâm nhá. Chắc bây giờ khách gần đến rồi. Xăm mâm 15 phút nữa là ok. Thịt nướng xiên. Mới lên nhà là mấy anh em xăm mâm. Anh à, cái này được rồi này. Anh lấy cái gì lên? Có cái găng tay không? Có lên găng tay sắp luôn, trực tiếp luôn. Đây là món rau trộn à? Bạn Thu. Đây món rau trộn à? Rau trộn. Còn là món salad đấy nhỉ? Bên Tây ngoài ăn kiểu đấy, Việt Nam mình đâu có xu nhập. Việt Nam mình có cố đám cưới mới ăn thôi. Ít người làm món đấy. Trừ ngày lễ, ngày Tết, đám cưới, đám xin. Thế còn mấy món nữa nha các bác nhá. Nóng hổi nhá. Thơm mùi hạt rổi nhờ. À rồi mắc khén. Mình thịt lợn này ướp được thịt tươi, nướng nó ngon hơn các bạn, ngọt thịt hơn. Còn 5 đĩa thôi. À, 6 xiên là thừa 5 đĩa rồi. Thoải mái. Thịt chiên này cho tí rau thơm lên nha. Cho nó sinh động thêm một tí.
Bắt đầu ngồi mâm nha các bác nha. Khách chưa đến hết đâu nhỉ đâu nhỉ? Chưa. Làm 5 mâm rồi mà. Thế tầm 2 mâm nữa. Hai một khách bạn bè nữa. Cơ quan đấy nhỉ? Cơ quan. Bên bạn đội qua không? Không. Bạn tôi đấy rồi. Xong nọ rồi. Này khách của anh Đông hết. Lỗ mỡ. Đâu? Ngon hết rồi. Có rượu. Thôi. Đang nửa phải nó. Đấy đó. Hôm nay ngồi gần đấy. Các cụ mới được ngồi trên đấy. Đó, đó. Hôm nay thì nhà cũng làm bữa cơm tổng kết cuối năm để anh em bạn bè họp mặt. Thôi chúc mừng năm mới nha. Năm mới sức khỏe mới. Dô một cái nó. Dô cái cho phấn khởi. Chúc rượu thành súc. Rượu này được đấy nhỉ? Nào, mời thôi, mời nào. Đi. Các bạn tâm mộ. Mời các bác nha. Cái mò ấy. Trong quay nó. Mời mọi người cuốn đấy. Gì á? Sự kinh nghiệm vẫn hết. Làm biết bún trước nhỉ? Ừ, vẫn cái món này siêu đây là sẽ đỉnh vẫn hết. Đông đây giúp anh. Làm bát bún trước. Cho đảm bảo sức khỏe. Chén đây thừa nhiều đấy nhỉ? Tốt lắm nhiều cái múa. Thật ra cái xe mà núi đồ lăng này rồi. Nước đấy, đáp lúc ấy, nắng ấy, ớt nắng ấy. Nào mà hộp, không biết chừng kinh mình nữa. Người tắt rồi. Thế lại mới so nè, lại so cho nên xong tua với phân ớt tao mới lượt rồi xong. Để cả bé người tuông trong để cân thảm tua. Chứ này, để em bảo để kim. Mưa cây đạp câu rồi nhé. Cái ớt nó cả cổng cải nữa. Em báo. Ủa, để bảo nó tui đây nào. Cái ớt của mả có một tui. Thôi, mời chủ nhà cái kìa. Giúp bữa nào. Đấy. Cổng giúp làm cổng. Cảm ơn bạn nhá. Ơn cho ta ăn mày. Đấy nhá. Thôi lên, mưa kìm cái cuối. Cái giáp câu lắng ăn. Tuấn này. Cái em nhớ một. Chúc mừng năm mới nha. Bây giờ cái chú tử này. Đừng ngứa nữa, cơ chỉ không nhìn chứ. Bây giờ kéo câu cứng mà. Quá dùng ấy. Quá câu cứng một lần. Câu Minh Tấn. Bốn này thì chỉ yêu. Con chiêu hả luôn. Rồi là đặt. Ồ, con chiêu sống. Chỉ cân. Con chiêu sống. Có đâu chiêu sống chiêu đi. Con chiêu ít. Ồ, vẫn mới chiêu là biết chính là nó. Nó. Ồ, sống sống chiêu à, sống chiêu. Mà là phô phêu y nướng ní. Thay đổi. Thay đổi đến người. Phô với bà, mà là phô. Anh Nhập, em anh nhé. Nhá. Ủa, cái sổ quá lắm. Ồ, cái ốc. Chú bút đúng. Bắt chậm nó. Cái bụng này tôi mới ở tắc mà bạn lắm. Thế cái dưỡng luôn. Được rồi. Mình thì có gì. Ôi đủ cái ốc. À, anh thấy tao không? Đây ngoài, tao dính kì lại nào. Chết nào lại. Chết nào. Ở trên nào đi bà cách đấy như này nó nổi vây được cái hả nào ra nhỉ nó cứ bao vây ỉ lên đi để khai phai với sửa tôi để mà khai sai lắm mà sửa cái mà mình gắng hả cái nào được mà cái mưa tôi mưa áo lên hóa tôi gắng cải lắm cái nào được sốc tôi mưa nếu mà tôi biết nó với béo nó có cái nào vẫn cứ mong miếng mà nắp với thôi chắc rồi ước cũng xin kết thúc video tại đây nhá. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Hôm nay lên nhà bạn Đông, bạn bè chơi với nhau từ lúc còn tuổi thơ rồi. Mất công với dưa à? Bằng vẫn dưa, nếu nửa tính mà vẫn dưa. Thưa, không cần đi. Không cần đi xưa ám chỉ.